quý vị và các bạn, sau 2 năm phải tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay lễ hội Hoa Ban và cuộc thi Người đẹp Hoa Ban tỉnh Điện Biên sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới. Mọi công việc chuẩn bị cho lễ hội đang được các cấp, các ngành, đơn vị liên quan gấp rút triển khai. Năm 2022 là năm thứ 7 tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Ban và là năm thứ 3 tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban. Để chuẩn bị cho lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 tới, ban tổ chức lễ hội đã xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể sát với tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác chuẩn bị cũng như tiến độ triển khai thực hiện các cái bước trong công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Hoa Ban cũng như là hội thi Người đẹp Hoa Ban của tỉnh Điện Biên cũng đã cơ bản đã hoàn tất. Chỉ còn cái bước quan trọng nữa là trên cơ sở đó chúng tôi báo cáo cấp có thẩm quyền để gì xin chủ trương định hướng tổ chức và cụ thể hóa kế hoạch để triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Các nội dung của màn khai mạc lễ hội Hoa Ban dự kiến thời gian sẽ tổ chức vào ngày 13 tháng 3 thì đã được các đơn vị tổ chức sự kiện đã đăng ký và xây dựng cái kế hoạch rất chi tiết và rất cụ thể với các cái quy mô là phù hợp với điều kiện của tỉnh, gắn với cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, mà trong đó cụ thể đó là gì, là gắn với văn hóa phong tục tập quán của đồng bào dân tộc, gắn với gì cái văn hóa vùng miền của Tây Bắc, của gì Điện Biên, mà trong đó là gì đặc trưng, đó là cái gì Hoa Ban đại diện cho cái văn hóa và cái nét đẹp của người Tây Bắc. Hiện nay kịch bản chương trình nghệ thuật và kịch bản tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa Ban đã được đơn vị tư vấn tổ chức sự kiện xây dựng hoàn thiện với nhiều điểm mới, hội tụ nhiều yếu tố truyền thống kết hợp hiện đại hơn so với mùa lễ hội Hoa Ban những năm trước. Đối với cái phần mới năm nay thì chúng tôi sân khấu chúng tôi áp dụng khá nhiều các công nghệ hiện đại, ví dụ như cái công nghệ 3D với cái công nghệ Net Magic và đặc biệt những cái công nghệ tương tác khác. Chúng tôi cũng nghiên cứu rất kỹ về các kịch bản trước, thì năm nay chúng tôi đưa ra trong kịch bản chúng tôi có đưa ra 3 chương cụ thể. Chương thứ nhất là chương về nói về cái nét đẹp, cái văn hóa rất đặc sắc của Điện Biên. Chương thứ hai là cái chương nói về Điện Biên đang thời kỳ đổi mới, và chương thứ ba là cái chương và Điện Biên đón chào ở đây theo đón chào rất nhiều nghĩa, đón chào về đầu tư, đón chào về du lịch, đón chào về con người. Điểm nhấn chính của mùa lễ hội năm nay là cuộc thi Người đẹp Hoa Ban. Ngoài các tiêu chí và phần thi như hai lần tổ chức trước đây, cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm nay đặt ra tiêu chí mới, gắn cuộc thi sắc đẹp với việc quảng bá vẻ đẹp, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên đến du khách trong nước và quốc tế. Mỗi một thí sinh đại diện cho một sắc phục dân tộc trong 19 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh tham gia dự hội thi Người đẹp lần này có sự tư vấn của các đơn vị tư vấn, của các đơn vị của các cơ quan, và trong đó là có các gì siêu mẫu để hướng dẫn từ các cái kỹ năng tiếp xúc, kỹ năng thuyết trình, rồi kỹ năng gì quảng bá các hình ảnh du lịch của tỉnh Điện Biên. Thí sinh dự thi sau khi gì tham gia dự thi xong thì cũng phải biết được cái nguồn cội của gì bộ trang phục dân tộc mà mình đang mặc, gắn với văn hóa đó thì gắn với gì cái nghị quyết, gắn với cái điều kiện gì đặc điểm vùng miền, để trên cơ sở đó làm sao tổng thể của tất cả các cái gì thí sinh này sẽ là một đội ngũ tuyên truyền viên, hướng dẫn viên du lịch và có thể là gì đại sứ cho một lĩnh vực trong vấn đề du lịch trên địa bàn của tỉnh Điện Biên. Còn gần một tháng nữa, lễ hội Hoa Ban và cuộc thi Người đẹp Hoa Ban năm 2022 sẽ diễn ra. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức. Các cấp, các ngành, đơn vị đang tích cực triển khai từng phần việc được phân công. Trong khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ diễn ra các hoạt động, lễ khai mạc, cuộc thi ảnh check-in Điện Biên, hoạt động diễu hành văn hóa đường phố, các hoạt động giao lưu thi đấu thể thao và cuộc thi Người đẹp Hoa Ban.